Bất ngờ chị Xuyến nhận được một thùng quà to bự từ Mỹ. Cả nhà chia nhau rất vui mừng. Đẹp quá này chị. Đẹp nè. Hai muốn ai có mập đó không à? Hết rồi. Bạn này mập đồ không có mập mập mà. Hết rồi, bánh không à. Bạn này mập đồ của mình. Hết rồi. Này đầm của mình không à, đầm không à? Hết rồi, thú ơi. Dạ. Hết rồi. Không rồi, đấy nè. Còn nhiều cái này của mình không à. À, đó. Ôi, đẹp quá nè. Ôi, ôi, dạ. Này đồ của mình không à? Thì hôm nay có quà ở Mỹ gửi về cho chị Xuyến ha, chị dạ. Mini ở dạ. Mỹ gửi cho chị Xuyến món quà cho bé Như đó, cùng đồ cho bá lửa luôn ha, từ dạ. Mỹ về đó chị Xuyến. Dạ. Trời ơi mừng dữ ha Như. Dạ mừng lắm. Chị Henry hả? Chị Annie. Chị Annie. Annie ha. Annie. Dạ em cũng mừng quá, em cảm ơn chị Annie ở Mỹ ha. Chúc chị ngày mới sức khỏe dồi dào, vạn sự nhí, tiền vàng vô có ký. Dạ. Dạ để em coi chị. Cái nè. Dạ. Ai đứa này nó hay thiệt chứ. Như với Quyền quá mừng rồi. À. Lật lên ngược lên nè. Hả? Đâu có để coi này. Ở chỗ đó không? Ở giữa hay gì kìa? Hả? Cái đường ở giữa chị. Ngay cái chỗ này hả? Giữa. Đúng rồi. Ừ. Ừ. Giữa ngay đây. Ừ. Giữa cái sống lên. Giữa cái sống. Đây nè. Không, chị dựng cái thùng lên, chị dựng cái thùng. Khoan, khoan, khoan. Hồi con Quyền đó nó lọc được rồi kìa. Quyền lọc kìa. Quyền nó hay quá. Ừ, để coi cái này nó dán này nè. Rồi Như phanh tay, cảm ơn cô đi Như. Như cảm ơn cô. Con phanh tay lại Quyền. Ở đây đứng ở trước này, đứng ở trước này rồi nha. Cảm ơn cô. Chúc cô anh đi sức khỏe dồi dào nó đi. Ôi không Như nó còn biết Như lộn cái đó này hay hết sức ông nội ơi. Như Quyền luôn. Hả? Dễ này nha. Dễ này nha. Dùng cái thùng lại. Đó. Cái này lên nha. Gì nè. Ôi dữ quá ha. Dạ. Đưa vô kẻ giữa đã. Phải vô nha. Dạ. Có dạ. Không có. Gà này Như. À. Một hồi nhận qua con. Phải mình gỡ miếng này đâu. Ừ, đúng rồi kéo. Nó có miếng này trước nè. Rồi gặp ngay đường giữa. Ôi gặp đường giữa kìa. Không có chị Xuyến hồi nào giờ không có nha, không có lơ mà cảm giác lột quà nó không biết. Dạ. Cái chết giường cái đó sao được hả? Lấy cây gặp đi đó gì đó ấy, lấy cái đầu gặp đó kìa. Được rồi, kéo lên được rồi. Yêm quá nè. Rồi, ok. Quá trời, dữ chưa? Quá chừng. Dạ. Quà. Quà bự rồi. Yêm hết sức yêm à. Dữ rồi. Dạ. Ừ nè. Dạ ha. Dạ. Cảm 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 ơn. Rồi, hai đứa đi xếp hàng nè. Ba ngàn. Thôi cầm cái đó. Ba mấy nguyên nè mẹ. À từ từ. Dạ chị cầm nó kéo lên coi. Rồi. 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 Dạ, dạ. Bánh nè. Bánh nữa. Mừng cái nè, cảm giác. Dạ. Này bánh tay để ra đi mẹ coi rồi mẹ coi đồ. Dạ, cái này bọc đồ. Dạ, này chắc quần áo. Cho em bé của Hữu Nga, cái này của em bé Hữu Nga. Nga nha. Hữu Nga vô nhận quà. Nga ơi, cô chị bên Mỹ gửi cho Hữu Nga nè. Cho em bé của Hữu Nga nè. Nè Hữu. Lấy lấy cho vợ nè. Cảm ơn cô. Hữu đại diện, Hữu đại diện. Cảm ơn. Chị về nãy nói tin. Chị Hanh đi. Ăn đi. Ngọc Nga bé con mẹ. Hữu Nga đó. Ừ. Còn này của mình. Đồ này là của mình. Ôi dạ. Ơi. Đẹp quá anh em ơi. Dạ. Quá đẹp mà chị Xuyến ơi. Đẹp quá nè. Này bánh nè. Cầm đi, cầm đi. Để dạ. Để coi nữa coi đồ đẹp đẹp không à. Dạ này đồ này đồ của mình, cái đó có đó, có hũ ngay cái đó đó. Còn này của mình.
Ờ. Dạ đẹp quá anh chị em ơi, quá chào Dubai, Dubai. Dạ làm Dubai. Dubai. Dạ. Ờ đẹp hết sức đẹp nè. Dạ. Không á. Đẹp hết sức nè. Ờ đó nè. Ờ đẹp hết sức. Đồ xịn không đó. Bánh kẹo. Cái này là đồ của chị bạn không đó. À, xuyến nhận quà à. Từ bên Mỹ nha, hủ Nga nữa nè. Dạ. Đồ của con trai đó, đồ của con trai. Ờ, đẹp quá nè. Đẹp ghê đó chị Xuyến. Ờ. Cái đó dớ được phải không? Mấy này bạn em tối đẹp lắm ha. Ừ. Đẹp hết sức luôn rồi. Dạ. Ờ, đó có nè. Dạ. Ờ, đẹp quá nè chị. Đẹp nè. Ăn hủ Nga có con mập đó không à? Hết rồi, hết rồi. Hết rồi. Bọn này mập đồ không có con mập không à? Hết rồi, bánh không à? Bọn này mập đồ của mình. Hết rồi. Hết rồi. Này đầm của mình không à, đầm không à? Hết rồi thú ơi. Ừ, đồ dạ. Hết rồi. Không rồi, nè. Còn nhiều cái này của mình không à? Ờ, đó. Ôi, trời ơi, đẹp quá nè. Ôi, ôi, dạ. Này đồ của mình không à? Bình bạn đầu này mới giờ nè. Đẹp hết sức. Ờ. Mấy cái này mà bạn mà đi đám cưới đẹp lắm. Mua tiền không á. Quá dữ rồi. Ôi ơi đẹp quá này nó nhặt. Cô lý. Em. Cô lý. Em. Dạ cái này mà mình quay phim chụp hình là đẹp lắm nè. Ừ. Nè. Cô lý. Muốn cảm ơn đó. Trời ơi. Dạ. Cô lý. Đẹp á anh. Ừ. Dạ. Quá đẹp nè. Ừ. Đẹp hết sức rồi. Cả luôn. Dạ. Tặng chị đi. Lần đầu tiên em nói soi nghe lắm nghe lòng bối rối. Từ nào xưa đi sớm tôi cũng bấy quanh mà ra thôi. Em biết em ngủ mà vắng vui. Ai đâu hai cô con gái nhu mày quan nhất trong nhà. Con tìm thơ ngay trong sáng bông dừng ngỡ ngơ bàng hoàng. Bao nhiêu anh trai lâu tới lâu còn em mới ơi. Khi không ai xôi anh đến xin sao hồn em. Lần đầu tiên em nói rồi. Mẹ biết nhưng em thì cứ chơi. Được không nè? Ừ, nghe vậy. Đẹp ha. Quá dữ rồi. Đẹp không? Quá đẹp. Hủ Nga đấy mẹ đẹp không? Hủ Nga. Đẹp kìa. Nga. Dạ mấy mẹ đẹp không? Nga. Đẹp không? Mẹ đẹp không? Dạ. 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 Để coi đồ nha. Sắp bánh gạch không? Dạ. Cái bánh gạch này đẹp. Quá đẹp nè. Cà lên bánh gạch. Ờ, cái này cũng đẹp quá nè. Dạ. Dạ. Chị đem bánh ở đây coi biết. Dạ, dạ. Mẹ bánh phe kìa. Ờ, à, hăng đấy mẹ coi. Ôi, đẹp quá nè. Cái này cũng đẹp nữa nè. Ha, à, đâu đâu, để thử cái này, thử cái ta. Thử cái xanh đó nè. Thử nữa à. Để thử đi. Còn nhiêu bánh không đó, lấy cái đi mà cho mẹ cho nha. Thôi, mẹ ông đi ra nó bận đó. Ờ, đồ, đồ này nha, bận đâu được nha, nó có chịu bận đâu mà bận. Không có đồ này, đồ của chị Xuyến. À. Đồ này chị Xuyến qua là hủ bận mới được. À. Hủ bạn thứ hai. Ờ hủ bạn thứ hai. Nước đó, nước đó. Để nha, để thì nó mới bận được. Giờ nó chưa đẻ. Đẹp ha. Quá dữ rồi. Quá dữ. Đẹp hết sức ha. Nhảy ra. Quá dữ. Cha 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 mà lý lý chồng trời dạ. Dần chưa? Đẹp không anh? Ừ, đẹp. Anh đẹp ác nè. Anh đẹp ác nè. Hổ lấy dầu nghe. Hổ ơi, này có mẹ nghe hổ. Hổ ơi. Bây giờ mình coi. Có băng đậm hả mẹ? Hả? Mẹ phải băng đậm. Ờ, đẹp quá em. À, của con đâu có đồ lớn không à? Có, con chưa có đồ nữa. Quần áo về nữa. Hả? Quần áo con chưa có nữa đó. Có sao không lấy ta? Tao mà đầm không mà. Đầm người lớn mà. Nhỏ này đó. Đâu có. Nhỏ này, nhỏ đầm. Đầm nhỏ nè. Đầm không à. Đầm không à. Đầm không à. Còn mấy bệnh kia gì, bệnh gì? Đầm không à. Đưa đưa mẹ coi ra được mẹ coi. Đầm không à. Bánh. Mẹ lấy bánh xuống cho mẹ giải con kìa mẹ. Đâu đưa mẹ coi coi quyền. Nhưng đưa mẹ coi coi. Đâu đưa mẹ coi coi nữa. Mẹ cho. Cho nó đi, cho nó đi. Đấy ha. Nó khoái rồi đó cho nó. À, nó. Chưa. Chưa vậy nè. Điểm bánh rồi xuống điểm bánh nè. Điểm bánh kìa.
để mà kẹo dữ lên vậy? Kẹo. 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 Để mẹ cô thử coi coi cần kẹo không gom đó nha. Cái này kẹo cái gì mà? Cái này kẹo, quá là tốt kẹo. Mà kẹo xuống mẹ, mà kẹo xuống, mà kẹo xuống. Cái này kẻ chung cung. Bây giờ mình tới đồng ra ha. Ủa này kẻ chung cung. Mấy cái gì vậy? Mà có hai cái chứ nhiêu. Mà không được thì dưới đây. Nga ơi, lại lấy bánh ăn nè Nga ơi. Bánh kẹo ăn chứ. Bánh kẹo à. Để đâu thôi, để mẹ thử coi coi, nhiều khi xin gom con ăn không được nha. Con không biết nhả. Để mẹ coi. Được coi, con phải xin gom không? Để mẹ coi. Ở này kẹo này cái gì ngon quá ta. Gì á? Tao ăn cho em thử, ăn thử coi nè. Kẹo dẻo, kẹo dẻo. Chạy chạy đâu bà ăn thử coi. Ngộ ha, kẹo lạ đi ha. Ờ đâu để thì mẹ ăn thử coi coi phải xin gom cái gì. Sốt vậy? Hả? Kẹo thạch, giống kẹo thạch. Tao đâu ăn cho em đồ ăn thử coi. Mẹ giống giống kẹo thạch. Được rồi, thử coi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi, cái thôi. Chạy. Ờ tao thử coi. Để đi, thử đi. Giống kẹo thạch. Nè. Để mấy đứa. Nè. Ê, coi chừng xin gom nha. Cầm thử cho biết. Xin gom nha. Đó có kẹo thật, kẹo dài dài là kẹo thật. Hả? Đó, đó đúng rồi. Ôi dữ quá chứ. Cho bà con xin gom mà ở vậy. Cái này kẹo dẻo. Kẹo dẻo, kẹo dẻo. Yeah. Ồ yeah. Hai có thử rồi xin gom mà kẹo gì. Hai đứa lớn, hai đứa nhỏ ngồi tính bơi á. Rồi ơi, đừng cô mình. Hả? Chua quá. Rồi đúng rồi. Chua quá chua. Ôi gia đình ở đây luôn rồi. Chua quá chua. Nghe đâu rồi? Nghe mời ăn đi nghe. Lấy kẹo nè em. Không ngon ngon cái này kẹo chứ không phải kẹo nào. Kẹo. Nói rồi, không phải như vậy, chứ mua mỏi. Kẹo. Đó. Đúng, không phải ăn cục nữa. Con ăn thôi, mẹ hỏi thử cái này. Kẹo. Kẹo chưng cũng ra nè trời. Nè. Bánh tiếng rồi mấy hộp như thế. Hả? Nè. Cái này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 món vậy. 12 bịch. Bác có 12 bịch luôn nè. Con à. Cho nó cho nó nào. Nga nga đây mẹ cho này nè Nga. Nga à. Nga. Cỡ lại. Hả? Không có cho nó lại. Nè Nga. Nó buồn. Nó buồn đó. Nó buồn. Nè. Để mẹ cho kìa. Để mẹ cho kìa nha. Nè, có bà phải dành ăn cho nó khỏe. Ok, dễ ăn nữa hả? Này mẹ cho nè. Anh đang cho em bé đó. Ừ. Mẹ cho nè, lấy nè. Lấy nè. Con đây mẹ cho kẹo bọc này nè. Rồi con này chừa lại đi. Con này khác rồi đó hả? Dạ. Rồi, con nhiêu này để cho hai đứa bé này. Rồi, cái này để cho kẹo nó nữa. Ừ. Quá dữ rồi. Cây cái gì? Ừ, kẹo này ngon nè. Rồi nè. Cái kẹo cao su nè. Cái nào cao su, biết cao su không? Cái rồi xong, chia hết rồi. Rồi đó. Ủa mẹ, ăn thử anh hả? Cao su không vậy? Quá đã. Con này tôi cho anh em tôi nè. Rồi, để vậy. Rồi, cho anh em. Chia phần. Chia đây rồi nè. Rồi. Còn đây nhắc mày gì ta? Dạ. Bánh này bánh cung nít ăn. Bánh này mình mà đều nó cũng bán cay vậy này, mà nó không giống cái này. Cảm ơn chị ơi. Dạ. Cảm ơn chị gì đó. Ủa, có hai chị xin dạ. Cũng dạ. Chị anh đi ở Mỹ. Dạ, cảm ơn chị anh đi ở Mỹ ha, cho em dạ. Chúc chị sao? Em chúc chị ngày mới phát tài, phát lộc, vạn sự như ý, tiền vàng vô cả ký. Dạ. Rồi, bye bye khán giả. Dạ, bye bye. Dạ. Rồi, như kìa.